XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch, đồng hồ thật, giá trị thật. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với X Channel. Nếu đồng hồ cơ chinh phục phái mạnh bởi những chuyển động nhịp nhàng của các chi tiết máy, thì sự bền bỉ và chính xác của đồng hồ quát lại chính là thanh nam châm thu hút sự chú ý. Hãy cùng X Channel tham khảo top 3 mẫu đồng hồ quát từ 3 đến 4 triệu sau đây để chọn cho mình một món phụ kiện hoàn hảo nhất. Với tầm giá 3,5 triệu đồng thì các bạn sẽ có lựa chọn tối ưu gì cho một sản phẩm đồng hồ quát? Dây da, nền số trắng, vỏ thép không gỉ, sáng bóng. Sự kết hợp không mới nhưng luôn thu hút mắt nhìn, trang nhã lịch sự nhưng không kém phần trẻ trung, tươi mới là ấn tượng mà sản phẩm này của Orient mang lại. Mặt số được thiết kế theo kiểu Digital Date với cửa sổ ngày hình tròn góc 6 giờ tạo sự mới mẻ và dấu ấn riêng khi đa số sản phẩm được trang bị ô cửa vuông ở góc 3 giờ. Trái tim quát in-house HT7 với tuổi thọ xấp xỉ 5 năm, khoảng thời gian ấn tượng so với thời gian sử dụng pin trung bình của các đồng hồ quát từ 2 đến 3 năm. Sở hữu kích thước 39mm, đồng hồ quát dây da dễ dàng phù hợp với bất kỳ cổ tay nam giới nào. Nhược điểm duy nhất của sản phẩm là độ chống nước 30m. Cỗ máy chỉ an toàn khi đi mưa, rửa tay trong điều kiện không để đồng hồ tiếp xúc quá lâu với nước. Với những bác đang là dân văn phòng hoặc hoạt động trong giới kinh doanh, bạn đồng hành hoàn hảo của các bác chính là chiếc Orient Quad có mức giá rất hạt rẻ này. Vầng trăng thơ mộng hiện diện trên nền số chính là tâm điểm sự thu hút chú ý từ người đối diện. Moonface, tính năng vốn chỉ xuất hiện ở đồng hồ cao cấp, nay đã được tích hợp vào cỗ máy OP giá 3,5 triệu đồng. Dựa vào sự xuất hiện của vầng trăng, người dùng có thể đoán định lịch âm trong tháng. Kiểu thiết kế Analog Date tạo nên diện mạo mới mẻ cho sản phẩm, kết hợp cùng cửa sổ lịch thứ và tháng nằm ở trên phía trục kim đồng hồ mang đến sự tiện dụng khi theo dõi thời gian. Vẫn là sự kết hợp của dây da, vỏ vàng, nền trắng, nhưng OP Moonface đặc biệt hơn ở phần dây da được đánh họa tiết nổi bật. So với Orient FUNG 5004 WO, rõ ràng OP Moonface nhỉnh hơn về mọi mặt từ thiết kế, giá cả đến tính năng. Ngại gì mà không rước em nó về. Dành cho các chàng yêu thích sự năng động trẻ trung, đồng hồ quát FKU 00003 WO tươi mới và nổi bật với sự xuất hiện của gam màu đỏ trên nền số trắng. So với hai sản phẩm trên, FKU 00003 WO có kích thước lớn hơn 41mm, phù hợp với những anh chàng có kích thước cổ tay to và theo đuổi phong cách năng động trẻ trung. Nếu hai chiếc đồng hồ quát tôi mới nói phía trước là best choice cho giới văn phòng hoặc dân kinh doanh thì chiếc Orient Sport này đích thị là phụ kiện hoàn hảo cho những chàng yêu thích thể thao. Cùng với đó, tính năng chronograph được trang bị giúp việc đếm giờ hay đo thời gian trở nên thuận tiện hơn. Máy quát RMC mang đến từng nhịp đập chính xác, ổn định với thời gian sử dụng pin xấp xỉ 3 năm trong trường hợp thời gian sử dụng đồng hồ bấm giờ ít hơn 30 phút một ngày. Trên tay Orient Sport, người dùng sẽ được tự mình trải nghiệm những tính năng hiện đại mà sản phẩm mang lại. Thêm vào đó, độ chống nước 50m cũng là điểm cộng, giúp cỗ máy an toàn hơn khi đi mưa hay rửa tay hay là bơi nhẹ. Top 3 đồng hồ quát đẹp trên đây, mỗi sản phẩm sở hữu một nét đẹp riêng và trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu đồng, các cỗ máy đều xứng đáng là bạn đồng hành hoàn hảo với các đấng mày râu. Anh em nghĩ sao về 3 chiếc đồng hồ quát mà X-Channel vừa giới thiệu? Hãy comment để chúng ta cùng bàn luận. Đừng quên like và subscribe X-Channel để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.